Julie và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Chào Julie. Tái ngộ khán giả hồn Việt TV, tái ngộ anh Triều. Lúc anh em chúng tôi chuẩn bị vô show đó, Julie có nói anh em kỹ thuật chỉnh cho cái khuôn mặt của mình đỡ nu nu là sao, cái từ nó hơi lạ lạ đó. Giải thích một tí đi. Chắc là hay là bỏ bớt chữ G. Không biết đó, Julie nghe lóng thoáng là là cái mặt nục. À, nục chứ phải là nục chứ không phải là nựng. Nhưng mà nục, cái nghĩa là cái mặt không có trong sáng nữa. Bị nục. Không biết có chữ phải chữ mới không, mình nghe trong có YouTube. Có lẽ có vẻ mới đó chứ. Dạ yeah, anh chịu. Yeah. Lục thì là con số 6 đúng không? Dạ lục là 6, không phải mặt còn lục. Còn cá nục thì là cá mặt biển. À, mặt mình nục. Tưởng là bắt đầu tôi tưởng. Nhưng mà giống... không biết là sau khi mà anh Vinh chỉnh rồi không biết có bớt nục chưa. Hết rồi, chắc hết rồi. Chắc hết rồi anh chịu. Nhiều người nói lắm, Julie yên tâm đi, dạo này Julie rực rỡ rồi. Không có giống như mấy năm lúc về đầu. Trước. Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, bởi vì khi lên với TV đó là cái khuôn mặt mình cần sáng, cần sắc nét cho nên do đó và nhìn nó đẹp hơn. Tại nên ra dùng đến tí phấn, tí trang điểm thì nó cũng đẹp hơn nhiều. Và quý vị công nhận là Julie cho nên nhìn rực rỡ hơn, mắc cỡ quá nó sáng hơn nhiều chứ không có nục chút xíu. Không có nục chút. Thank you anh chị. Kính chào quý vị khán giả, phần tin tức đầu tiên được gửi đến cho quý vị ngày hôm nay đó là phần tin tức về Hoa Kỳ. Mời Julie. Hàng ngàn người phải di tản vì đám cháy Nakia Creek Fire ở tiểu bang Washington. Thời tiết mát mẻ hơn giúp cảnh sát cứu hỏa ở tiểu bang Washington thu hẹp một đám cháy rừng đang hoành hành ở khu vực cách Vancouver, Washington khoảng 32 km. Đám cháy Nakia Creek Fire quận hạt Clark hôm Chủ nhật lan rộng khoảng 2.000 mẫu, nhưng đến sáng thứ hai giảm xuống còn hơn 1.500 mẫu và đã kiểm soát được 20%. Hàng chục đám cháy rừng hoành hành ở các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ trong những năm gần đây khi khí hậu biến đổi làm hạn hán trầm trọng hơn. Hạn hán làm cây cối khô héo trong khi nhiệt độ cao và gió mạnh là điều kiện nguy hiểm để cháy rừng lan nhanh. Khoảng 3.000 gia đình phải di tản khỏi khu vực gần những con đường dẫn đến rừng quốc gia Yukon Burn ở Camas, cũng như tù nhân tại trung tâm cải huấn Large Mountain ở Yukon, Washington. Khói dày đặc ở các cộng đồng lân cận, nhưng giới chức nói rằng khói bắt nguồn từ khoảng 10 đám cháy đang hoành hành từ biên giới Canada đến sông Columbia, trong đó có 5 đám cháy mới bùng phát hôm Chủ nhật. Sáng thứ hai, cơ quan tình trạng khẩn cấp quận hạt Clark cho hay thời tiết dự đoán tiếp tục có lợi cho cảnh sát cứu hỏa, nhưng chưa rõ sẽ đạt được bao nhiêu tiến triển. Đám cháy Nakia Creek Fire do con người gây ra và cơ quan cứu hỏa quận hạt đang điều tra. Hạ viện điều tra cuộc khủng hoảng nước ở tại Jackson và cách Mississippi sử dụng quỹ liên bang trị giá 10 tỷ đô la. Hạ viện sẽ điều tra cuộc khủng hoảng đã làm cho 150.000 người ở tại thủ phủ của Mississippi không có nước trong nhiều ngày vào cuối mùa hè vừa qua. Dân biểu Benny Thompson của Mississippi và Caroline Maloney của New York vào hôm thứ Hai đã gửi thư yêu cầu thông tin về cách Mississippi dự tính sử dụng 10 tỷ đô la từ đạo luật kế hoạch cứu Hoa Kỳ và từ luật hạ tầng lưỡng đảng cũng như 429 triệu đô la được phân bổ đặc biệt để mà cải thiện hạ tầng nước của tiểu bang. Lá thư phát tín hiệu bắt đầu cuộc điều tra chung của Ủy ban Nội an và Ủy ban Giám sát cũng như là cải cách Hạ viện về cuộc khủng hoảng đã làm cho 150.000 người ở tại Jackson không có nước trong nhiều ngày vào hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Jackson đối diện với vấn đề về nước nhiều năm qua và rắc rối nhất mới nhất là bắt đầu vào cuối tháng 8 sau khi mà mưa lớn đã làm trầm trọng thêm các vấn đề tại nhà máy giải quyết nước của thành phố, khiến cho nhiều khách hàng đã không có nước. Jackson đã đưa ra thông báo là phải nấu sôi nước trước khi uống từ cuối tháng 7, khi mà cơ quan y tế tiểu bang xác định là nước vẩn đục có thể gây bệnh cho người. Nước được khôi phục trong vòng vài ngày và thông báo nấu nước sôi cũng bị hủy bỏ từ giữa tháng 9. Nhưng lá thư gửi cho thống đốc là Ted Reeves cho biết rằng nhà máy nước ở thành phố vẫn bấp bênh và rủi ro cho người dân Jackson thì vẫn còn. Hai vị dân biểu đã yêu cầu chi tiết tiểu bang sử dụng ngân sách liên bang cho những dự án nào, kể cả việc nhân chủng học và quy mô dân số mỗi cộng đồng nhận được sự hỗ trợ.
Lá thư đề nghị thống đốc cung cấp thông tin trước ngày 31 tháng 10. Chương trình xóa nợ vay sinh viên chính thức nhận đơn. Chính phủ Hoa Kỳ vừa mở trang web để những người dân có khoản nợ vay sinh viên liên bang nộp đơn xin xóa nợ đến 20.000 đô la. Trang web ra mắt sau khi chính quyền Tổng thống Biden nói rằng mục tiêu là mở ra quá trình nộp đơn ngắn gọn và đơn giản. Đơn xin xóa nợ chỉ cần vài phút để điền thông tin. Nhưng một số người còn thắc mắc những câu hỏi về thời gian xóa nợ cũng như những vấn đề khác. Tổng thống Biden công bố trang web xóa nợ mới trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, nói rằng chương trình xóa nợ sẽ là một bước ngoặt cho hàng triệu người Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, Bộ Giáo dục mở phiên bản beta và hôm thứ Hai trang web chính thức nhận đơn. Khoảng 95% người vay nợ sinh viên sẽ đủ điều kiện để được xóa nợ, trong khi số còn lại có thu nhập cao hơn và không đủ điều kiện. Mặc dù chương trình có thể giúp khoảng 40 triệu người đang mang nợ từ thời sinh viên, nó cũng dẫn đến kiện tụng từ các nhà lập pháp bảo thủ và những tổ chức vận động muốn chặn chương trình này. Theo trang web nhận đơn, Bộ Giáo dục sẽ bắt đầu xóa nợ vay sinh viên từ tháng 11 và tháng 12 trước tháng 1 năm 2023. Những người đủ điều kiện có thể truy cập trang web studentaid.gov để nộp đơn. Hơn 8 triệu người đã nộp đơn xin xóa nợ trong giai đoạn beta của trang web từ ngày 15 tháng 10. Những cá nhân có thu nhập dưới 125.000 đô la năm 2020 hoặc 2021 và các cặp vợ chồng với tổng thu nhập dưới 250.000 đô la sẽ hội đủ điều kiện tham gia chương trình xóa nợ sinh viên. Đơn xin xóa nợ không yêu cầu tải lên tờ khai thuế hay bất kỳ tài liệu nào khác. 4 người sau khi bị bắn đã bị chặt xác và vứt xuống sông ở tại Oklahoma. Cảnh sát địa phương vào hôm thứ Hai cho biết là các thi thể bị chặt rời được tìm thấy dưới sông Deep Fork ở tại Oklahoma, được xác định là thi thể của 4 người bị mất tích vào tuần trước. Cảnh sát đang điều tra vụ giết người này, và trong cuộc họp báo thì cảnh sát trưởng là Joe Prentice của Oakmulgee cho biết là các nhà điều tra tìm thấy các thi thể vào hôm thứ Sáu và cuối tuần qua đã xác định là những nạn nhân này bị tử vong vì vết thương do trúng đạn trước khi mà họ bị chặt rời cũng như là vứt xuống sông. Ông nói rằng toàn bộ 4 thi thể đã bị chặt rời trước khi vứt xuống sông và đó là nguyên nhân gây khó khăn cho việc xác định danh tính. Các nạn nhân được xác nhận đó là Mark Justin, 32 tuổi, Billy Justin, 30 tuổi và Mike Spark, 32 tuổi, Alex Steven, 29 tuổi và Mark cũng như là Billy là hai anh em. 4 người được trình báo mất tích vào hôm 9 tháng 10 sau khi rời khỏi nhà Billy Justin ở tại Oakmulgee trên xe đạp vào lúc khoảng 8 giờ tối. Viên cảnh sát trưởng cho biết là các nhà điều tra cho rằng nhóm thanh niên này dự tính thực hiện một hành động tội phạm nào đó trong buổi tối ngày hôm đó. Và một nhân chứng đã khai với cảnh sát là nhóm thanh niên mời anh ta tham gia, sau đó sẽ những quà thưởng lớn cho cả nhóm. Joe Kennedy, chủ của một bãi phế liệu ở Oakmulgee, được xem là người có liên quan sau khi bằng chứng được phát hiện trên khu đất bên cạnh. Cảnh sát đến khu vực đó sau khi nhận được tín hiệu từ điện thoại của Mark Justin. Kennedy thì chưa được xem là nghi phạm, nhưng đã mất tích và có lẽ đã tự tử. Cảnh sát kêu gọi công chúng trình báo nếu nhìn thấy anh ta. Giới chức an ninh lo ngại về đe dọa bầu cử trong nước. Các chiến dịch tung tin giả trong nước và đe dọa nhân viên bầu cử trở thành lo ngại lớn hơn trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 so với can thiệp của ngoại quốc. Hai giới chức giấu tên cho biết Nga và Iran đang xa lầy trong cuộc khủng hoảng của chính họ, gồm cuộc xâm lược Ukraine của Nga và làn sóng biểu tình ở Iran, nên chưa can thiệp cho cuộc bầu cử giữa kỳ này. Theo tin công bố trong các vụ hình sự, các đơn vị tình báo Nga và Iran sử dụng tin tặc và tài khoản mạng xã hội giả mạo trong các cuộc bầu cử gần đây ở Hoa Kỳ để tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu và gieo rắc bất hòa. Sự toàn vẹn bầu cử là vấn đề gây tranh cãi ở Hoa Kỳ, đặc biệt sau cuộc bầu cử tổng thống 2020. Cựu tổng thống Trump tiếp tục đưa ra cáo buộc sai lệch rằng cuộc bầu cử của ông bị ông Biden đánh cắp khỏi tay ông thông qua gian lận bỏ phiếu tràn lan. Trong cuộc họp về an ninh bầu cử tuần trước, chuyên gia an ninh mạng Jen Easterly cho hay tại thời điểm này cơ quan an ninh chưa phát giác đe dọa cụ thể hay khả tính nào có thể xâm nhập hoặc phá rối hạ tầng bầu cử. Tuy vậy, đe dọa bầu cử hiện nay phức tạp hơn bao giờ hết. Phía Cộng hòa đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
từ năm 2020 có rất nhiều trường hợp nhân viên bầu cử bị người ủng hộ Trump đe dọa, quấy nhiễu hoặc hành hung. Các cuộc khảo sát cho thấy đa số cử tri Cộng hòa tin ông Trump thắng cuộc bầu cử năm 2020. Thống đốc của California, ông Gavin Newsom sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở tại Cali trong tháng 2 năm tới. Thống đốc Newsom vào hôm thứ Hai cho biết là ông sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp COVID-19 của tiểu bang vào đầu năm tới. Và ông cho hay là ông sẽ tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp trong ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thời hạn đó sẽ cho hệ thống y tế sự linh hoạt cần thiết để mà ứng phó bất kỳ đợt bùng phát nào đó có thể xảy ra sau dịp lễ. Và thống đốc cho biết là số người nhập bệnh viện và tử vong vì COVID-19 ở tiểu bang đã giảm mạnh nhờ những nỗ lực chích ngừa và y tế công cộng của tiểu bang. Ông Newsom cho hay là California có đủ công cụ để mà tiếp tục ngăn chặn COVID. Ông cho biết rằng trong suốt đại dịch thì chúng ta thực hiện theo khoa học và dữ liệu, hành động nhanh và có chiến lược để ngăn chặn sự tử vong. Tình trạng khẩn cấp là công cụ hiệu quả và cần thiết để chúng ta tận dụng bảo vệ cho tiểu bang. Nếu không có nó thì chúng ta không thể được như ngày nay. Quyết định này không có nhiều tác động thực tế đến cuộc sống của đa số người dân và phần lớn trong số gần 600 lệnh liên quan đến đại dịch đã được hủy bỏ. Nó cũng không ảnh hưởng đến các lệnh y tế công cộng như là việc quy định chích ngừa cho học sinh trên toàn tiểu bang chuẩn bị có hiệu lực từ mùa hè sắp tới. Cali là tiểu bang thứ 3 ở Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì COVID vào hồi tháng 3 năm 2020 sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus này. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hân Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.